Hải Yến xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khoa học Tốt Thú vị. Các bạn thân mến, vào năm 2019, các nhà khoa học phát hiện ra một tín hiệu vô tuyến kỳ lạ đến từ hệ sao Proxima Centauri. Phát hiện này đã khơi gợi trí tò mò và cảm hứng của nhiều người. Hệ sao Proxima Centauri được biết đến là hệ sao gần trái đất nhất, cách trái đất chỉ 4,2 năm ánh sáng. Và xung quanh ngôi sao lùn đỏ này có một hành tinh tiềm năng có thể sinh sống được. Bởi vậy, khi phát hiện ra nguồn tín hiệu vô tuyến lạ, nhiều người tin rằng đây có thể là tín hiệu của sự sống thông minh được gửi đến từ một nền văn minh nào đó. Tuy nhiên, sau 2 năm nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng về tín hiệu, các nhà khoa học cuối cùng đã xác nhận tín hiệu này có thể chỉ là một tín hiệu vô tuyến do con người trên trái đất tạo ra từ một số công nghệ bị hỏng mà thôi. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay để có câu trả lời. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng các quý vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Thế giới của chúng ta, trái đất, luôn nhộn nhịp và sống động bởi vô vàn những tín hiệu âm thanh khác nhau. Từ hoạt động sống của con người, cho đến những tiếng kêu của muôn thú hay những tiếng nước chảy, sấm sét mà tự nhiên tạo ra. Nhưng ở một thế giới khác, một thế giới không có sự sống, thì một tín hiệu phát ra có ý nghĩa gì? Nó gợi mở cho chúng ta rất nhiều trí tò mò về một miền đất xa xôi. Một tín hiệu rõ ràng có thể là bằng chứng tốt nhất để tìm kiếm một nền văn minh, hay chí ít là dấu hiệu của một hành tinh đang có hoạt động mạnh mẽ về địa chất. Chính bởi vậy, từ lâu các nhà khoa học đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm các tín hiệu trên bầu trời. Họ hướng những chiếc kính thiên văn tốt nhất của mình lắng nghe những âm thanh trong vũ trụ. Để phục vụ cho mục đích này, một dự án quy mô có tên là Breakthrough Listen đã được các nhà khoa học triển khai. Đây là một dự án săn tìm sự sống ngoài trái đất được khởi xướng vào năm 2015 bởi nhà thiên văn học Stephen Hawking. Dự án được tài trợ 100 triệu USD bởi nhà đầu tư Yuri Miner đến từ thung lũng Silicon. Nó cho phép các nhà khoa học sử dụng hàng nghìn giờ của các kính viễn vọng mỗi năm, mục đích là lắng nghe các tín hiệu đến từ các hành tinh quay quanh các ngôi sao gần trái đất. Ngoài ra, họ cũng lắng nghe các tín hiệu đến từ 100 thiên hà gần nhất, phục vụ cho việc tìm kiếm tín hiệu bí ẩn trong vũ trụ. Sau hơn 5 năm triển khai, dự án đã thu lại rất nhiều những kết quả tích cực. Đã có khoảng 4 triệu tín hiệu vô tuyến trong khu vực lân cận của Proxima Centauri được ghi nhận. Nhưng vào ngày 29 tháng 4 năm 2019, có một tín hiệu đặc biệt, rõ ràng và ấn tượng hơn cả, vượt ra khỏi những mong đợi của các nhà thiên văn học bấy lâu nay. Họ gọi nó là tín hiệu BLC1. Chùm tín hiệu này kéo dài trong 5 giờ, được thu thập bởi kính thiên văn vô tuyến Parkes ở Đông Nam Australia, trong một cuộc khảo sát kéo dài 26 giờ về Proxima Centauri. Như các bạn đã biết, hệ sao Proxima Centauri là hệ sao gần trái đất nhất, cách chúng ta chỉ 4,2 năm ánh sáng, và là nơi có ít nhất một hành tinh tiềm năng có thể sinh sống được. Tín hiệu có vẻ đến từ hệ sao Proxima Centauri chiếu thẳng vào trái đất, rõ ràng, rành rọt, rơi vào dải tần số 982 MHz. Với dải tần số này, các nhà thiên văn tự tin rằng nó hiếm khi được tạo ra bởi máy bay hoặc vệ tinh của con người. Và lời giải thích phù hợp nhất đó có thể là tín hiệu của công nghệ ngoài hành tinh. Tuy nhiên, một điều lấy làm lạ đó là tín hiệu kéo dài khoảng 5 giờ và không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Dù các nhà thiên văn đã chọn những vị trí yên tĩnh nhất soi chiếu về khu vực hệ sao này nhiều lần, nhưng không có kết quả. Tín hiệu xuất hiện duy nhất một lần và tắt hẳn. Những sự kỳ lạ này đã đặt ra cho các nhà nghiên cứu rất nhiều nghi vấn và nuối tiếc. Họ không biết rằng tín hiệu này rốt cuộc đang chơi trò lẩn trốn, hay các nhà thiên văn học đã có sự nhầm lẫn chăng? Do đó,
một cuộc rà soát kỹ hơn đã được triển khai. Các nhà thiên văn học bắt đầu xem xét kỹ những dữ liệu mà họ đã thu thập được. Thật bất ngờ, họ phát hiện ra rằng chương trình phân loại tự động của họ trước đây đã bỏ qua một số tín hiệu rất giống với BLC1 phát ra từ các dải tần số khác nhau. Trong một nghiên cứu mới được công bố vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 trên tạp chí Thiên văn học Tự nhiên, các nhà nghiên cứu kết luận rằng BLC1 và các tín hiệu đó là thành phần của cùng một nguồn vô tuyến. Điều đặc biệt là nó có nguồn gốc từ bề mặt trái đất. Nó có thể đến từ một nơi nào đó cách kính viễn vọng Parker vài trăm dặm, chứ không phải đến từ hệ sao Proxima Centauri như chúng ta vẫn nghĩ. Nhóm nghiên cứu cho biết thêm, tín hiệu xuất hiện trong khoảng thời gian 5 giờ khi quan sát Proxima Centauri có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Theo Sophia C., một nhà thiên văn học đến từ Đại học California và là tác giả của nghiên cứu mới, cho biết, vì tín hiệu không bao giờ xuất hiện trở lại, có thể nó đến từ một thiết bị điện tử bị trục trặc, đã tắt hoặc đang được sửa chữa. Phạm vi tần số trong tín hiệu cũng phù hợp với tần số dao động đồng hồ phổ biến được sử dụng trong thiết bị điện tử kỹ thuật số. Tất cả chúng cho thấy rằng một điện thoại hoặc máy tính ở gần đó có thể đã tạo ra tín hiệu mà chúng ta đã nghĩ nó đến từ người ngoài hành tinh. Điều này quả thực là một tin đáng buồn cho những ai vẫn đang nuôi hy vọng về một sự sống thông minh xung quanh khu vực Proxima Centauri. Hóa ra tín hiệu vô tuyến lạ mà các nhà khoa học nhận được, chúng không phải đến từ tín hiệu bên ngoài trái đất, mà là một phần công nghệ bị hỏng của con người. Thật trớ trêu làm sao? Các nhà khoa học đang lên kế hoạch cho việc nghiên cứu tiếp theo nhằm tìm ra nguồn gốc thực sự của tín hiệu này là gì. Nhưng tôi hy vọng đây không phải là trò chơi khăm của một ai đó. Nhắc đến những sự nhầm lẫn, đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học nhầm lẫn giữa tín hiệu trong vũ trụ và tín hiệu do con người tạo ra. Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2014, các nhà khoa học cũng phát hiện ra những tín hiệu vô tuyến lạ được nghi ngờ của một nền văn minh nào đó. Nhưng thực chất, nó là tín hiệu được phát ra từ lò vi sóng của các nhà khoa học khi họ thường xuyên sử dụng để nướng bánh mì cho bữa trưa. Sự nhầm lẫn của tín hiệu BLC1 lần này từ hệ sao Proxima Centauri tuy kết quả thực sự đáng buồn, nhưng dù sao, nó cũng giúp cho các nhà khoa học có những kinh nghiệm quý báu trong việc tìm kiếm và xác định các tín hiệu vô tuyến trong vũ trụ. Mỗi một khám phá mới, một phát hiện mới lại cho chúng ta thêm nhiều những bất ngờ, đúng không các bạn? Dù tín hiệu BLC1 không đến từ hệ sao Proxima Centauri đi chăng nữa, nhưng cơ hội tìm kiếm sự sống ngoài trái đất vẫn còn nguyên. Hệ sao này vẫn sẽ là một trong những hệ sao đáng được kỳ vọng và một ngoại hành tinh tiềm năng cho sự sống. Như chúng ta đã biết, hệ sao Proxima Centauri có hai ngoại hành tinh được xác nhận, đó là Proxima Centauri B và Proxima Centauri C. Trong đó, Proxima Centauri B là một hành tinh đất đá, quay quanh ngôi sao ở khoảng cách 0,048 AU. Khối lượng ước tính của nó gấp khoảng 1,17 lần trái đất. Điều đặc biệt là nó đang quay quanh vùng có thể sinh sống được của ngôi sao. Tức nếu hành tinh có bầu khí quyển phù hợp, nước có thể sẽ tồn tại ở dạng lỏng. Và đây sẽ là tiền đề để hỗ trợ cho những sự sống sơ khai kiểu trái đất. Nhưng cũng nhiều nhà khoa học cho rằng Proxima Centauri là một sao lùn đỏ, nên khả năng các sự sống tồn tại xung quanh khu vực là sẽ thấp. Do đó, muốn hiểu thêm về khu vực Proxima Centauri không có cách nào khác, các nhà khoa học vẫn phải thường xuyên quan sát và phân tích về nó, hy vọng sẽ nhận được những tín hiệu của sự sống trong tương lai. Bởi vì Proxima Centauri vẫn là một trong những ngôi sao gần trái đất nhất. Nếu con người tương lai muốn vượt ra khỏi hệ mặt trời, có lẽ khu vực này sẽ là nơi các nhà khoa học nghĩ đến đầu tiên, bởi nó chỉ cách chúng ta 4,2 năm ánh sáng mà thôi. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá sự nhầm lẫn tín hiệu vô tuyến đến từ hệ sao Proxima Centauri. Nó không phải là của một nền văn minh nào,
thực chất nó là sản phẩm của con người. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Tốt Thú Vị. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!